Hello, xin chào bạn. Ở cái video trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là code bài đầu tiên lên trên blog. Tuy nhiên thì cái video của YouTube khi mà chúng ta chèn vào ấy thì nó có cái kích thước hơi nhỏ và hơi khó nhìn. Vì vậy là tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn chỉnh cái kích thước của video YouTube ở trong cái bài đăng nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào lại mục bài đăng này. Chúng ta chọn cái bài viết mà chúng ta muốn chỉnh cái video YouTube nhé. Chúng ta nghe kép vào này. Và chúng ta sẽ click vào cái dấu hai cái dấu lớn dấu nhỏ ngược này nhé. Click vào đây để nó chỉnh sang dạng HTML. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl F để chúng ta tìm kiếm. Thì ở đây tôi sẽ tìm vào cái đoạn mà có điền cái video YouTube và tôi có ở đây vào chữ YouTube nhé. Tôi sẽ enter này. Thì các bạn để ý rằng đây này, đây chính là cái link của YouTube này, cái video YouTube mà tôi chèn lại nhé. Và nó có một cái chiều cao là 226 này, một chiều rộng là 320 này. Vì vậy là tôi muốn thay, giả sử những cái chiều cao này là tôi cho nó lên thành ở khoảng 350 đi. Và cái chiều rộng thì tôi sẽ để độ khoảng 500 đi. Xem hợp lý không nhé. Và chúng ta sẽ chọn là cập nhật. Ra đây thì chúng ta sẽ nhấn phím F5 hoặc là cái nút này. Đó. Như vậy là chúng ta đã thay đổi được cái kích thước của video trên bài code nhé. Thì tùy các bạn cứ điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý. Tôi thì tôi điều chỉnh là 350 và 500. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.